Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục đầu tư an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sông Mã chủ động cung ứng nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay tại điểm cầu Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời ứng phó hỗ trợ đơn vị doanh nghiệp, người dân trước những ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, do thiên tai, bão lũ gây ra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt 16,101 triệu người, chiếm khoảng 32,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,1% so với năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 13,29 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 87,93 triệu người. Toàn ngành đã giải quyết trên 133.300 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trên 897.000 người hưởng trợ cấp một lần, trên 9,56 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 167,220 triệu lượt người, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 1,006 triệu người. Toàn ngành phấn đấu năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 17,54 triệu người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 14,2 triệu người và số người tham gia bảo hiểm y tế là 89,38 triệu người. Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh. Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra cho ngành. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đã được Quốc hội thông qua hai dự án luật như Luật Hàng hải Việt Nam, Luật Đường sắt sửa đổi. Hiện nay, Bộ đang triển khai lập 5 quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển và cảng hàng không, sân bay, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Công tác đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến nay đã hoàn thành giai đoạn đầu tư 2011-2020, khoảng 1.074 km đường bộ cao tốc, đưa tổng chiều dài cao tốc lên 1.163 km, mạng lưới quốc lộ trên 24.500 km, các tuyến quốc lộ chính yếu nâng cấp cải tạo tại một số khu vực như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, nâng cấp hệ thống cảng biển với năng lực thông qua khoảng 570 triệu tấn một năm, nâng cấp các cảng hàng không quan trọng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, xây dựng mới sân bay Phú Quốc, Vân Đồn, công nghệ điều hành bay được an toàn, sản lượng vận tải giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 7.559 triệu tấn hàng, trên 20.617 triệu lượt hành khách. Trong giai đoạn 2020-2030, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%, có 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2030, khoảng 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề công nghiệp, 80% số hộ dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông lâm nghiệp, hàng hóa, xóa tình trạng nhà tạm nhà dột nát.
Để đạt được những mục tiêu nêu trên, trong các năm tới, chính phủ đang nghiên cứu về việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các thôn xã khó khăn, phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng hóa nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước là quan trọng nhất. Về các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm như hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội có tính chất toàn diện, bao trùm và bền vững, đảm bảo quyền con người, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, thực hiện giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều, bền vững, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa biên giới. Nhà nước đang xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách quy hoạch về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, khuyến khích phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi tham gia học nghề, khởi nghiệp, tìm kiếm tạo việc làm. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn triển khai các hoạt động đầu tư, thực hiện chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 3975, chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác lãnh đạo việc triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu 2021 tại các địa phương đơn vị. Theo đó, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng, kêu gọi các tổ chức cá nhân tích cực tham gia phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh tăng cường vận động cán bộ viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đóng góp trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam để hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh. Các cơ quan báo chí tuyên truyền phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu năm 2021 đến toàn thể người dân nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện phong trào hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Ngày 23 tháng 12, huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác nội chính phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp đã được thực hiện tốt, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2020, lực lượng chức năng đã điều tra xác minh, giải quyết 126 vụ vi phạm pháp luật, lập hồ sơ xử lý 147 đối tượng, tiếp nhận và quản lý 75 tin báo tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra 61 vụ, 71 bị can. Kết quả công tác xét xử tòa án không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Năm 2021, huyện ủy Quỳnh Nhai chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát tình hình, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, trong đó tập trung công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra bị động bất ngờ. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La đã tích cực vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ các đối tượng là trẻ em mồ côi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các cấp hội đã kêu gọi vận động được gần 3 tỷ đồng, phối hợp và tổ chức bảo trợ cho trên 12.600 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo. Trong đó thăm tặng quà cho 9.175 người khuyết tật, trẻ mồ côi, hỗ trợ 45 trường hợp phẫu thuật thay thủy tinh thể, phẫu thuật tim, chỉnh hình phục hồi chức năng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người, mua thẻ bảo hiểm y tế cho 2.130 người, tặng 117 chiếc xe đạp và 45 chiếc xe lăn, tặng 293 suất học bổng, hỗ trợ xây mới sửa chữa 39 nhà tình thương, dạy nghề cho 210 người khuyết tật có khả năng lao động. Năm 2021, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đề án liên quan đến người tàn tật và trẻ mồ côi, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao. Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam năm 2020. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 1 tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là thời điểm được cho là tiêu thụ các loại thực phẩm lớn nhất trong năm.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, huyện Sông Mã đã chủ động cung ứng nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ nhân dân vui đón Tết. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho đàn gia súc gia cầm, thương phẩm, phục vụ nhu cầu thực phẩm Tết Nguyên đán, huyện Sông Mã đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền các xã tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kiểm tra vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa phương, thực hiện tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc gia cầm nhằm bảo vệ an toàn cho đàn gia súc gia cầm khỏe mạnh, đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp các sản phẩm thịt sạch bệnh ra thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết tới đây. Hiện tại, huyện Sông Mã đang duy trì đàn gia súc gia cầm với 66.500 con trâu bò, 83.260 con lợn và trên 1 triệu con gia cầm, chủ động đảm bảo cung ứng thực phẩm tại chỗ trong dịp Tết này. Tổ chức tốt các hội thi sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền vận động, tập trung vào những ngành, những đơn vị có tiềm năng, phát hiện hướng dẫn những cá nhân có ý tưởng, chủ động hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện tham gia các giải thưởng cấp toàn quốc. Đó là một trong những mục tiêu của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công hội thi cấp tỉnh có 62 giải pháp của 129 tác giả tham dự, trong đó 29 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 2 giải pháp đoạt giải nhì, giải ba cấp quốc gia. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh tổ chức 2 năm một lần, cuộc thi cấp quốc gia tổ chức 1 năm một lần. 5 năm qua đã có 280 mô hình sản phẩm của 546 học sinh trong toàn tỉnh tham gia, trong đó 70 mô hình sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh, 6 mô hình sản phẩm đoạt giải cấp quốc gia. Có một mô hình tham gia triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ năm 2019 tại Indonesia đạt huy chương bạc và giải hữu nghị do Macau trao tặng. Bên cạnh đó, 3 giải pháp của 3 tác giả trong tỉnh được đề cử và lựa chọn đưa vào sách vàng sáng tạo Việt Nam. 2 cá nhân được Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là nhà khoa học của nhà nông. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tăng cường quảng bá du lịch, tỉnh Sơn La đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, để từ đó đưa ra những ý kiến về chất lượng từng sản phẩm du lịch, đồng thời thiết kế tuyến du lịch mới góp phần nâng cao chất lượng điểm đến của Sơn La. Pu Nhi Farm, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, địa điểm dừng chân đầu tiên của 60 thành viên đại diện các công ty lữ hành ba miền Bắc Trung Nam hội tụ trong mái nhà chung là câu lạc bộ UNESCO Hà Nội. Nằm trên độ cao 700m so với mặt nước biển, Pu Nhi với vẻ đẹp hoang sơ của vùng núi, nơi đây được ví như một Đà Lạt thu nhỏ bởi phong cảnh hùng vĩ, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, là địa điểm tham quan trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị. Em cảm giác nó, cái khung cảnh nó gần giống như cái cảm giác mà khi em đi cái đồi thông ở Đà Lạt đấy. Cái điểm này nếu mà em nghĩ là về lâu dài, nếu mà khách hàng mà biết được nhiều đến hoặc các công ty du lịch mà có thể là kiểu như truyền thông tốt đến khách hàng thì cái điểm này là điểm du lịch khá là thú vị ạ. Cùng với Pu Nhi Farm, các thành viên câu lạc bộ UNESCO Hà Nội cũng đã được trải nghiệm với những địa điểm du lịch ấn tượng của Bắc Yên như là sống lưng khủng long, xã Háng Đồng, vườn chè cổ thụ Bản Bẹ, thiên đường mây, đỉnh gió Tà Xùa. Tôi rất là bất ngờ trước cái cảnh đẹp của khu du lịch thuộc Sơn La của huyện Bắc Yên và đặc biệt là cái sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, họ đón tiếp rất trọng thị và chắc chắn sau chuyến khảo sát này chúng tôi sẽ có một cái chương trình cụ thể để đưa khách đến tham quan nơi đây. Tại thành phố Sơn La, đoàn khảo sát đã đến tham quan khu di tích đặc biệt quốc gia nhà tù Sơn La, một chứng tích về âm mưu thâm độc và tàn ác dã man của thực dân Pháp. Nhưng vượt lên trên gông cùm và tội ác của thực dân Pháp, những chiến sĩ cộng sản Việt Nam ở đây đã biến nhà tù đế quốc thành những tia sáng cách mạng tỏa ra khắp vùng núi rừng Tây Bắc. Việc gìn giữ những giá trị đặc biệt của khu di tích đã tạo nên những điểm nhấn trong hành trình du lịch Sơn La tìm về giá trị lịch sử. Đối với các di tích nhà tù và nhất là đặc biệt ở Sơn La, thì theo quan điểm của em để kết hợp và để xây dựng nó thành một cái sản phẩm du lịch hot dành cho nhóm đối tượng mà quan tâm đến cái loại hình du lịch này, thì cần phải đưa thêm 1-2 điểm du lịch khác kết hợp với nhà tù Sơn La để cái sản phẩm du lịch nó được đa dạng phong phú hơn. Về với Mường La, các thành viên của câu lạc bộ UNESCO Hà Nội đã được đến thăm nhà máy thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Cùng với việc trải nghiệm suối khoáng nóng ở Bản Lướt, các mô hình homestay, điểm du lịch cộng đồng thuộc xã Ngọc Chiến.
Cùng với cảnh quan thiên nhiên và những nét văn hóa truyền thống thì du lịch cộng đồng Ngọc Chiến đang tạo nên những sức hút trong phát triển du lịch. Điều đặc biệt khi đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm với đời sống văn hóa, với cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Và chính điều này đã tạo nên một điểm nhấn khác biệt của du lịch cộng đồng Ngọc Chiến trong thời gian qua. Theo anh Đặng Văn Tùng, giám đốc công ty du lịch khám phá biển Phú Quốc, để phát triển loại hình du lịch này, công tác quảng bá xúc tiến là điều hết sức quan trọng. Theo tôi thì để mà phát triển được cái mảng du lịch ở tại địa phương á, thì nên có những cái hạng mục như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh xúc tiến về truyền thông, đẩy mạnh phát triển về mảng dịch vụ để có những cái dịch vụ tốt hơn. Hoạt động khảo sát được tổ chức mang ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn nhận, đánh giá một cách thực chất, chất lượng các điểm đến của Sơn La, từ đó đưa ra những cách làm để xây dựng sản phẩm du lịch thu hút du khách. Chúng tôi coi một trong những cái giải pháp mà để tạo nên được những cái sản phẩm du lịch đó chính là cái sự phải liên kết với lại các doanh nghiệp du lịch, bởi vì chính những doanh nghiệp du lịch là những người đã trực tiếp làm về du lịch để đến để kết nối họ đến với chúng ta để chúng ta có được những cái kinh nghiệm và họ để nghe họ chia sẻ những cái chúng ta làm được và những cái chúng ta chưa làm được để có những cái định hướng khắc phục để giúp cho cái du lịch để phát triển. Việc tăng cường cơ hội liên kết xây dựng các tour tuyến với các đơn vị lữ hành sẽ góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến với Sơn La. Thưa quý vị, vấn đề rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam và trên toàn cầu. Nếu như chúng ta không có giải pháp hữu hiệu kịp thời thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức các hoạt động thanh niên hành động chống rác thải nhựa. Đây là hoạt động cụ thể hóa thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững. Thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Sơn La đã tích cực cùng các cấp các ngành thường xuyên tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và bầu khí quyển. Qua hoạt động thực hiện đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa của thanh niên sẽ góp phần vào việc xây dựng xã hội an toàn, văn minh và hiện đại. Khi tham gia chương trình này thì tôi cảm thấy rất vui và có ý nghĩa, và tôi đã biết được là tác hại của rác thải nhựa, và là một đoàn viên thì tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt và tuyên truyền cho mọi người là hạn chế sử dụng rác thải nhựa và chai nhựa, túi ni lông. Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức như chương trình đổi rác nhựa lấy cây xanh, tặng sản phẩm thân thiện với môi trường và hướng dẫn cho người bán hàng cách phân loại rác, thực hiện các hình thức gói hàng thay thế túi ni lông và kêu gọi người mua hàng tự cầm đồ đi đựng hoặc dùng các sản phẩm thay thế khác để gói thực phẩm, hàng hóa tại các chợ. Được các bạn đoàn viên thanh niên được tặng cái túi này cho mình thì mình rất là vui, bởi vì túi này sử dụng rất là tiện và vừa thân thiện vừa bảo vệ môi trường. Vai trò nòng cốt của thanh niên sẽ thể hiện ở việc mỗi đoàn viên thanh niên sẽ gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, gương mẫu thực hiện việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, các cấp bộ đoàn sẽ tập trung triển khai các đội tuyên truyền vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện chống rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày, giúp người dân xây dựng các thói quen hạn chế và dần dẫn đến không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tới đây, chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết đêm 23 và sáng ngày 24 tháng 12 ở tỉnh Sơn La phổ biến ít mây, không mưa, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Ngày nắng, độ ẩm 50-97%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 10-23 độ. Thành phố Sơn La 7-23 độ. Mường La 11-26 độ. Mai Sơn 5-23 độ. Yên Châu 8-26 độ. Sông Mã 10-25 độ. Bắc Yên 9-22 độ. Phú Yên 10-26 độ. Mộc Châu 8-20 độ. Sốp Cộp 10-25 độ. Vân Hồ 8-20 độ. Thuận Châu 10-23 độ.